Hello anh chị em, đội tuyển Anh có lẽ đang là đội bị mang ra để chế meme nhiều nhất trên mạng xã hội. Thế nhưng có một đội khác chính ra xứng đáng để bị chế meme hơn rất nhiều, đó chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đội tuyển Pháp. Sau 4 trận đấu, Pháp đã lọt vào tới tận tứ kết, vậy mà họ vẫn chưa ghi được bàn nào từ những tình huống bóng sống cả, toàn là penalty với cả phản lưới nhà. Mặc dù mình vẫn hay đùa là mấy đội kiểu này thì dễ được trời độ, chân mệnh thiên tử lắm các bạn ạ, nhưng mà ở kênh này chúng ta bỏ qua chuyện đấy. Ở trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu thử xem họ đá kiểu gì mà dù có những ngôi sao hàng đầu thế giới như là Mbappe hay là Griezmann mà họ lại có thể 4 trận không ghi bàn được nhá. Giờ thì like, subscribe và nếu rảnh thì ghé fanpage và nhắn tin về cú pháp DM Hào để tham gia server Discord và bàn luận bóng đá của bọn mình nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu. Tính tới thời điểm này, đội tuyển Pháp đã chạm bóng 148 lần trong vòng cấm đối phương, sút 66 quả tại Euro, tạo ra con số xG là 6.1. Thực ra con số xG này là khá cao, không dở một chút nào nhá, bởi vì nó giúp họ đứng thứ tư giải đấu ở khoản này, chỉ thua các đội bóng lớn khác như Đức, Bồ, Tây Ban Nha mà thôi. Thế nhưng vấn đề là từ cái đống xG đấy thì họ có không bàn tròn trĩnh. Các cơ hội của đội tuyển Pháp các bạn có thể nhìn thấy ở trong bản đồ dưới đây, cực kỳ nhiều và có phần hơi lệch về khu vực phía bên trái hoặc chính giữa vòng cấm, nơi mà Kylian Mbappe ưa thích hoạt động. Thế nhưng rõ ràng việc là một trong những đội sút nhiều nhất giải, nhưng số lượng cú sút ở những vị trí thực sự đẹp khá là ít như thế kia không phải là một dấu hiệu tốt. Và trên thực tế thì nếu xem Pháp đá, mình cũng ít thấy có cơ hội được giật mình hay là chồm người dậy khi chứng kiến những cơ hội rõ ràng. Điều khiến họ có thể đi sâu được tới như thế này có lẽ phần nhiều là dựa vào phong độ xuất sắc của hàng thủ. Từ tuyến giữa với Kante và Tchouameni, hai cầu thủ có khả năng đánh chặn ở giữa sân quá xuất sắc, cho tới phong độ cao của các vị trí trung vệ, đặc biệt là Saliba. Xem trận Pháp Bỉ thì cả ba cái tên mình vừa kể ra thực sự thi đấu rất là hay. Trận này thì Bỉ chủ động chơi thấp, phản công, nhưng mà ở giữa gần như Bỉ không lên nổi bởi vì Kante và Tchouameni có khả năng quét gần như hết sạch những pha bóng như vậy. Còn chơi bóng dài thì Lukaku cũng thực sự rất là vất vả khi phải cố làm tường trước một cầu thủ to không kém gì mình như là Saliba hay là Upamecano. Còn riêng thủ thành Mainan thì ông ăn sút 13 quả, ông cứu được 12, đạt tỷ lệ 92,3% thì chịu rồi. Đã ăn sút ít lại còn cản phá được nhiều nữa. Và bên cạnh việc hàng thủ chơi xuất sắc thì Pháp cũng khá là hên, bởi vì các đối thủ của họ một là yếu hơn, hai là bỗng nhiên tấn công đụt hơn ngày thường. Điển hình là các quý ngài tuyển Bỉ ở đây. Không hiểu sao đêm qua ông Tedesco lại nghĩ ra phát kiến để Kevin De Bruyne đá pivot và đứng cực kỳ thấp trong cả khâu công và thủ, khiến cho Bỉ mất giữa. Lukaku và ông tiền đạo còn lại mình không nhớ tên thì chơi một mình trong gần như tầm khoảng 2/3 trận đấu. Trong khi suốt cả vòng bảng thì De Bruyne vẫn đá khu vực giữa các tuyến của đối phương bình thường, vẫn có bóng nhiều và vẫn đe dọa đối phương thường xuyên trong cả hai vai trò là người chuyền bóng và người chạy chỗ ghi bàn, với khả năng chạy chỗ làm tường của Lukaku. Tới lúc nhận ra, kéo anh lên thì có khởi sắc hơn khá là nhiều đấy, nhưng lúc đó thực ra cũng hơi muộn rồi. Vậy tại sao một đội mạnh như Pháp lại phải chơi dựa vào hàng thủ và cả may mắn như thế này? Câu trả lời sẽ nằm ngay ở đội hình tấn công của họ trong trận đấu vừa rồi. Cả ba tiền vệ của họ là Rabiot, Tchouameni và Kante đều không phải là những mẫu cầu thủ có khả năng tạo ra những đường truyền xé toang hàng thủ cho Thuram hay là Mbappe chạy chỗ. Và họ cũng không mang trong mình nhiều khả năng tịnh tiến bóng cho lắm. Ngoại trừ Tchouameni đã có một trận đấu tốt, nhưng mà lại đứng ở vị trí số 6 vốn khá là sâu để có thể thực sự gây tác động lên giai đoạn sau của pha bóng, thì Kante cũng chỉ có duy nhất khả năng kéo bóng sộc thẳng vào khoảng trống trong những tình huống đơn giản mà thôi. Khổ cái là Bỉ họ chơi 4-4-2 low block thế kia thì biết phải kéo ở chỗ nào đúng không? Cơ chế vận hành của bộ 3 ở mid sẽ là Tchouameni đá trụ, Rabiot và Kante thì tương đối là linh động, chủ động nhìn nhau di chuyển để tạo ra những cái nhóm phối hợp nhỏ, đập nhả hoặc là tìm khoảng trống kéo bóng vào. Thế nhưng trận vừa qua với Bỉ là một trận đấu mà điều này không được xuất hiện. Với cả dù có xuất hiện thì chúng ta cũng phải nhắc lại đó là cả Rabiot và Kante đều không có khả năng tạo đột biến quá thường xuyên và ổn định, dù là bằng đường truyền hay là bằng cách đi bóng. Để mô tả thì có lẽ vấn đề của họ sẽ hơi ngược với tuyển Anh của mấy trận vòng bảng. Một ông thì thừa người truyền nhưng không ai chạy chỗ, một ông thì có hẳn Mbappe sẵn sàng vít ga chạy chỗ nhưng lại chả có ai truyền. Mình thấy trên mạng người ta kêu gào là nhớ Pogba nhiều lắm, và mình thấy cái này thì đúng nha. Những đường truyền dài cực kỳ nghệ và khó đoán của Pogba là điều mà cả tuyển Pháp giờ đang chưa thấy ở đâu cả. Thứ gần nhất với những đường truyền đó hiện tại có lẽ chỉ là những pha đảo cánh cực kỳ chuẩn của Tchouameni mà thôi. Vấn đề ở tuyến tiền vệ là như vậy, còn nhân sự tiền đạo của họ thì cũng không khá hơn là bao.
Griezmann gần như là người duy nhất đem lại cho đội tuyển Pháp một cái sự kết nối gì đó giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo, như ở ví dụ này. Cầu thủ tóc dài có khả năng di chuyển và nhận bóng giữa hai tuyến phòng ngự của đối phương, cũng như khả năng xử lý trong không gian hẹp và chuyền chọt tốt hơn hẳn so với các đồng đội khác ở hàng tiền vệ. Và khoảng không giữa hai tuyến này, hay như ở các video của Đức thì nó hay gọi là between the lines, các bạn phải hiểu là nó rất quan trọng trong việc khoan phá low block từ giữa sân. Nếu không có ai kiểm soát được khu vực này thì bạn sẽ bắt buộc phải ra biên tạt hoặc là dê bóng vào, những phương án khá là hên xui. Đây này, trong một pha bóng khác khi mà Griezmann ở quá xa bóng do anh phải đá tiền đạo phải, thì cái lượng người hoạt động tích cực ở giữa các tuyến gần như là không có. Bộ ba tiền vệ của Pháp trong tình huống này thật sự rất là khó để tạo nên đột biến bằng những đường truyền xuyên tuyến của mình. Còn Mbappe và Thuram thì tất nhiên là không ai bắt hai người này lùi sâu kết hợp tuyến dưới, hay là làm tường nhả bóng hỗ trợ đồng đội bao giờ cả rồi. Vì thế khâu cuối của đội tuyển Pháp nhìn chung gặp khá là nhiều khó khăn. Họ dành tới 76% tổng số những pha tấn công của mình để có thể lên bóng từ hai biên, nơi mà Koundé và Theo Hernandez có thể cung cấp cho hai ngôi sao Mbappe và Griezmann những sự hỗ trợ cần thiết, cùng với sự xuất hiện của hai số 8 dạt biên. Do đó khi nhìn vào sơ đồ kiểm soát bóng do Opta cung cấp, với những khu vực được tô màu tím thể hiện rằng họ chạm bóng ở các khu vực này nhiều hơn so với các đối thủ. Màu xám thì sẽ là khoảng 45%, sẽ là ngang ngang. Còn màu hồng thì là họ chạm bóng ít hơn những đối thủ của mình. Thì tuyển Pháp không hề thống trị được khu vực giữa sân và luôn để đối phương áp đảo ở khu vực zone 14 và một trong hai cái half space. Ngược lại, khi mà so sánh cùng cái sơ đồ này với các đội lớn khác như là Anh, Đức hay là Tây Ban Nha, thì chúng ta có thể thấy là họ luôn luôn duy trì được kiểm soát ở cả hai khu vực quan trọng này. Tất nhiên, bóng đá đội tuyển quốc gia thì đôi khi kiểm soát không phải là tất cả, nhưng kiểm soát tốt sẽ là tiền đề để đội bóng có thể ghi bàn một cách ổn định và ít phụ thuộc vào những nhân tố ngôi sao cũng như các nhân tố có liên quan đến may mắn hơn. Và thực tế thì do đó những cơ hội lớn nhất của đội tuyển Pháp trong trận đấu đêm qua với Bỉ chủ yếu là hai kịch bản. Một là Tchouaméni có thể sút xa từ tuyến 2 như là ba pha bóng này đây. Mình sẽ cho cả ba hiện cùng một lúc luôn nhé. Hai là Marcus Thuram không chiến từ những pha tạt bóng từ cánh phải. Tại vì ở cánh trái thì Mbappe sẽ luôn luôn tìm cách solo để cắt back hoặc là dê bóng ngoặt vào trong rồi, chứ anh ta có bao giờ tạt đâu. Và các bạn biết đấy, rõ ràng hai cái cách này, tạt bóng và sút xa, nó luôn là hai cách mang tính hên xui lớn nhất trong tất cả các cách tấn công trong cái môn bóng đá này ấy. Đó là lý do mà cá nhân mình không thực sự được thuyết phục bởi tuyển Pháp cho tới lúc này. Mặc dù mình cũng không theo dõi đội tuyển này quá nhiều nên không biết rằng là với những vấn đề kể trên thì tuyển Pháp có đang còn cái phương án nhân sự nào không. Anh em thử comment ý kiến của mình bên dưới nhé. Còn bây giờ thì buồn ngủ quá rồi. Ngủ nha. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.